ảnh còn ghé nhà mình chơi là còn nhà còn có phúc rồi. Không sao đâu, anh Fia dễ thương mà, với lại Ali dễ thương mà, trời, người ta là TikTok award global đó trời. Nhiều khi mọi người muốn em ồn ào cũng có đó. Kiểu con người thay da đổi tính á, khi mà những cái ấm ức trong lòng mà nó hết rồi, bây giờ mọi người có muốn em ồn ào cũng có đâu. Hết rồi, giờ muốn thấy em ồn ào cũng thấy được đâu. Khó lắm. Tâm sự với mọi người xíu em tắt like nha, em đi ngủ coi. Em ngồi xe lâu quá, mỏi cổ quá. Có gì tối nay em lên tượng Phật Ngài Di Lạc á, có gì em like cho mọi người cầu xin lộc lá bình an nha. Mong cho mọi người là năm nay sẽ gặp nhiều bình an, lộc lá nguyên năm. Chừng nào em lên em like cho mọi người cầu nguyện nha. Ai mà chưa lên Ngài Di Lạc được thì tối nay em like cho mọi người cầu xin lộc lá nha. Ngài nói Ngài ok dữ lắm. Thôi chắc em tắt là em nghỉ ngơi xíu chứ em mỏi cổ quá. Em ngồi xe từ qua tới nay, ngồi xe cũng hơi nhiều á, nên là mỏi cổ. Ngày xưa thì em có ráng để mà em ngồi em lai lâu á, nhưng mà giờ em không ráng nữa. Tại vì em biết là mọi người vẫn sẽ ở đó để theo dõi em thôi, nên em không cố nữa. Nên là bây giờ mệt là em xin phép nghỉ ngơi. Rồi chiều tối em lên đây, cái gì vậy? Tổ ong rồi này. Bạn hiểu chưa? Không, mình chỉ suy nghĩ, mình càng đơn giản bao nhiêu thì người ta càng yêu quý mình bấy nhiêu. Mình cầu kỳ phức tạp làm cái gì? Đúng không anh em? Yên báo cho anh Huấn. Căn bên cạnh. Anh đang sửa để làm mà sớm. Đợt tới này kiểu nào các bạn không biết rồi, tôi làm cái gì tôi tính chắc lắm. Bởi vì tôi chơi với một anh chủ nhà máy sơn bao năm đây rồi. Cái đợt vừa rồi tôi làm nhà cậu Khá, nhà nhà tôi, trong nhà ngoại, nhà Hải Sapa. Sơn mình đã dùng, đã test, rất ok. Thế là đâm ra là không, mấy người em của mình cũng giới thiệu tôi làm 5-10 công trình. Bây giờ đang làm cho hai đại gia Hải Dương xây dựng. Hai người em xây dựng đã có kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm rồi. Người ta đã làm 5 năm có kiến thức về xây dựng rồi. Thế là quyết định mở ra một thương hiệu sơn mới. Mở một thương hiệu sơn mới nhất của Việt Nam, mang thương hiệu BK Luxury, là thương hiệu của mình. Hứa với tất cả mọi người, đưa chất lượng sơn của người Việt, phủ kín Việt Nam. Đấy. Giá thì rẻ, giật mình. Sơn không đẹp, không lấy tiền. Bạn hiểu chưa? Mình sản xuất tận gốc thì làm sao mà có chuyện thế, bạn hiểu không? Không mất marketing, không mất tiền quảng cáo. Không, bạn ơi, bạn cứ để tầng một tầng không khoa học đã tới ra thương hiệu sơn để cho các bạn xem. Tôi phủ nó nhanh như nào, bạn hiểu chưa? Đây đang chắc có 20 ngày nữa đây, em ra rồi, em cứ theo dõi trên nền tảng của anh. Không, muộn nhất là 20 ngày nữa anh ra mắt văn phòng. Anh sẽ làm cái lễ ra mắt văn phòng. Tất cả những anh em nào mà đang làm nghề xây dựng, đang bán sơn, nếu mà về mà kinh doanh cùng với nhà mình thì yên tâm, chất lượng đảm bảo.